Bạn tôi ơi, bạn hãy trăng ở trên cao ngàn trăng sao đang chờ đón những đôi cánh tiên rạng ngời. Trời đêm nay đẹp lung linh và bao la những phép màu, mang thần tiên với những ước mơ về đây. Bạn có thấy những nốt nhạc nhiệm màu tung cánh bay? Hãy mạnh mẽ vút bay lên nào, thật đẹp xinh những thiên thần. Ta là nguyện sao phép tiên nhỏ bằng bao điều tốt. Hãy luôn tin vào mình nghe bản thân, được buông tay những đam mê, còn tình bừng sáng tình yêu. Yeah. Mãi không phải điều tuyệt vời nhất. Bộ phim Wings, Công chúa phép thuật, phần 6. Tại Anfia, nhóm Wings và các người hùng đánh bại rắn thần bay. Với việc Stella và Aisha có được sức mạnh Plumix, Daphne và nhóm Wings được mời tới nhà hát thính phòng bằng vàng. Musa vô cùng hào hứng. Đúng lúc đó, nhóm Strix và Selena đã giải phóng các yêu tinh địa ngục. Tập phim Cơn lốc lửa. Vậy là ngươi muốn gia nhập thế lực bóng tối sao? Phần cô thích nhất đây này. Tôi biết cách đánh bại Bloom rồi. Selena, ta nghĩ cuốn sách của cô cho bọn ta biết nhanh hơn đó. Đúng vậy, tôi có một câu chuyện hoàn hảo đây. Phía bên dưới vương quốc Domino chính là một hố cơn lốc lửa. Phép thuật này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí Lâm cũng không thể nào chịu được nó. Thật sao? Một hố lửa à? Chán chết đi được. Thật là tệ, vì hố cơn lốc lửa cũng chính là nhà của ngọn lửa Rồng Thiên. Ôi, giờ thì cô lại nói chúng ta chiến đấu với lửa bằng lửa. Thật buồn cười, nhắc tới Domino là vì tôi được mời tới dự lễ đăng quang ở đó. Các người chẳng thể tìm được ai tốt hơn vậy đâu. Phải tới được bữa tiệc đó, tìm cách đánh bại Bloom, và sau đó cô sẽ có một tương lai mới cùng bọn ta. Ôi chị Daphne, em rất vui đó. Cuối cùng hôm nay chị cũng là công chúa được lên ngôi. Chị xứng đáng như vậy. Cảm ơn Bloom, chị hơi căng thẳng. Ôi Daphne, đừng lo mà, chúng ta luôn luôn bên nhau, phải không chị? Em nói đúng, chị thích vậy. Mọi người đâu hết cả rồi? Chị hỏi hay đó, để em đi coi sao. Bloom, có thấy họ không? Dạ có, họ kia rồi. Anh Sky, Bloom đã bao giờ kể với anh về Daphne chưa? Như là cô ấy đã có bao giờ nhắc tên không? Hả? Cái gì? Anh Sky, Horan, tụi em ở trên này. Ôi, chào Bloom, anh đang nói chuyện với Sky về hai người đó. Ít ra thì như vậy. Chờ chút, cái gì thế này? Trời, hôm nay anh không tập trung gì hết à? Phải, xin lỗi nha. Anh phải đi. Hả? Nè. Mình không biết làm vậy là có ý gì đây trời. Kiko, chuyện gì vậy? Bloom, mình thấy yếu đi. Có lẽ do mình đã chia sẻ ngọn lửa Rồng Thiên của mình. Cậu không sao chứ? Đây, để mình giúp cho. Cảm ơn Flora, mình ổn rồi. Cậu chắc chứ? Để mình lấy nước cho cậu. Nào Bloom, để xem mấy bạn ấy định làm gì. Tụi mình bỏ lỡ gì vậy? Các cậu tới đúng lúc đó, mình đang có hứng thú. Chẳng có gì tuyệt hơn một buổi lễ đăng quang hoàng gia. Nó rất là trịnh trọng. Chờ chút nào Kiko. Trong một ngày hoành tráng như ngày hôm nay, chúng ta cần phải trông thật lộng lẫy. Chuẩn bị hết hồn nhé. Ôi Stella, Stella,
À, chờ chút nhé các bạn, mình sửa lại ngay thôi. Chúng ta thử lại lần nữa nhé. Ôi tuyệt vời, đẹp thiệt. Vậy hay hơn nè. Được rồi, chị Daphne, tới lượt chị. Giờ thì em nên lấy màu nào cho chị đây? Màu xanh mạnh mẽ hay là màu tím hoàng gia đi? Em có rồi. Thôi được rồi Kiko, không phải em là sinh vật dễ thương nhất hay sao? Nghiêm túc đi nào, em khiến cả tụi chị mắc cỡ rồi đó. Hoàng gia bé nhỏ. Đẹp quá đi. Mình giỏi hay là gì vậy? Chị ấn tượng đó Stella. Chị thật sự giống như một người hoàng gia rồi đó. Ôi tò mò quá. Ôi tuyệt vời. Công chúa Daphne kia rồi. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô. Nhiều người không thể rời mắt khỏi chị kia. Công chúa Daphne đẹp lắm. Hỡi cư dân Domino, các vương gia và các nhà chức trách, Marian và ta xin gửi lời mừng chân thành và nồng nhiệt nhất tới tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã tới dự ngày đặc biệt hôm nay. Thật vinh dự khi mọi người có mặt ở đây để cùng chúc mừng lễ đăng quang này. Không phải là gia đình chúng tôi đã đợi ngày này từ rất lâu. Báo cho những người khác biết. Ý hay đó. Nhân danh vua của Domino, tôi tự hào tuyên bố con gái của tôi Daphne sẽ đăng quang nữ hoàng. Hoan hô Daphne, hoan hô Daphne. Hoan hô. Hoan hô Daphne. Hoan hô Daphne. Cái này thuộc về con đó. Đeo nó thật vinh dự nhé. Ta rất tự hào về con yêu à. Ta hứa sẽ cố gắng hết mình vì Domino và vì mọi người. Hoan hô. Hoan hô, chúng tôi muốn như vậy. Đúng đó. Công chúa, xin mời nàng nhảy cùng ta. Em rất vui khi thấy Daphne hạnh phúc. Phải, nhìn chị ấy tuyệt quá Blum. Nhưng anh không thấy yên tâm khi chị ấy sao đi vậy? Cùng Thorin. Có chuyện gì với anh ta vậy hả Sky? Em cần phải biết anh ta là loại người như thế nào. Trước khi tới Red Fountain, khi còn nhỏ, anh và Thorin đã học cùng trường với nhau. Và một ngày, tụi anh ra ngoài để lần theo dấu vết động vật ở khu rừng của Eraclian. Sau đó tụi anh bị tấn công. Giữa trận đấu, cô ta bỏ mặc anh ở lại. Không có cô ta ở đó, anh khó mà trốn thoát. Sky à, em không biết nói gì hơn. Anh không muốn làm em thất vọng. Anh chỉ muốn em biết rõ mà thôi. Đi nào, cho các vương gia biết mình khiêu vũ như thế nào. Domino thật may mắn khi có một cô công chúa trẻ đỉnh đạt như vậy. Vậy à, chúng ta không cần phải có thêm cô gái trẻ tốt bụng hơn hay dũng cảm hơn nữa. Lãng mạn quá đi. Nhìn kìa, rất là đẹp, đáng yêu quá. Cậu nói đúng đó Kiko, cô ấy chẳng tốt chút nào. Đừng lo, tới lúc hành động rồi. Làm đi. Hay quá, tuyệt hay vời, quá, hay nhảy quá. Đẹp quá. Đáng yêu quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia sự kiện đặc biệt của ngày hôm nay. Mình rất yêu thích. Ôi! Linh à, em không sao chứ? Ôi, tội nghiệp quá.
có người không phải làm chính mình mấy ngày nay kìa. Hoàn hảo đó. Chúng ta cực kỳ dễ dàng rồi các cô gái. Tốt lắm, nói đi. Bloom đang rất yếu, thậm chí cô ta không thể nói được. Ôi, tốt quá. Nghe có vẻ như thời gian hoàn hảo để tấn công rồi. Sẽ náo nhiệt lắm đây. Hãy mang những kẻ ăn lửa tới đây đi. Được thôi. Trong hố cơn lốc lửa có những kẻ ăn lửa. Cuốn sách huyền thoại. Những kẻ ăn lửa, hãy sống lại từ hố lửa đi. Ta triệu tập các ngươi. Các ngươi có thể đốt cháy những ngọn lửa mà các ngươi đang khao khát. Bloom à, Bloom, em có nghe anh nói không vậy? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh ở ngay đây mà. Ôi Sky. Daphne, có chuyện gì với cô ấy vậy? Là ngọn lửa trồng thiên, con bé chẳng còn đủ năng lượng để gắng gượng. Ôi không, không biết nói gì đây. Các em, không phải lỗi của các em, Bloom muốn giúp các em mà. Sky, đưa con bé về phòng đi. Em cần phải nghỉ ngơi một chút Bloom mà. Hả? 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 Ôi! 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 Chạy đi, chạy đi! Mình cho là chúng không có trong danh sách khách mời. Chúng là gì vậy? Kẻ ăn lửa. Chúng là một phần trong huyền thoại của Domino. Tránh xa cô ấy ra. Sky, em không thể để chúng tới gần Bloom. Daphne, nữ thần Serenis. Giờ thì phải dựa vào chúng ta rồi. Phép thuật Wings, Bloomix, Aisha, tiên nữ sóng biển, Flora, tiên nữ thiên nhiên. Stella, tiên nữ ánh sáng. Techna, tiên nữ công nghệ. Nuza, tiên nữ âm nhạc. Các bạn, đẩy lùi mấy tên này đi thôi. Wow, không hay rồi. Sky, lẹ lên. Em phải mau đưa Bloom ra khỏi chỗ này. Vòng hai nào các cậu. Để tôi lo cho Sky. Tiếp tục chạy đi. Thoát khỏi đi mau. Dừng lại. Cái gì? Hả? Anh chạy đi đâu vậy? Tránh đường đi nào, Diablo. Quái vật chiếm hết phía bắc của lâu đài rồi. Chỉ có hố cơn lốc lửa là nơi duy nhất Bloom có thể phục hồi lại sức mạnh của chính mình. Anh tin việc này chứ Sky? Không, em chưa bao giờ giúp Bloom. Giờ thì tránh đường đi nào. Hả? Hả? Bloom à. Đừng lo Torrent, tôi sẽ lo mấy gã này. Mũi tên ngọc. Ôi, không được rồi. Chúng ta cần phải phục hồi lại năng lượng của Bloom thật nhanh. Chỉ có cô ấy mới ngăn được những thứ này. Lẹ lên, bế Bloom và để Sky ở lại đây đi. Bây giờ thì sao? Lối này. Đi nào, mau đi thôi. Đừng nghĩ tới việc này nữa nhé. Tấn công. Cuối cùng, Bloom sẽ chỉ còn là quá khứ và Sky sẽ thuộc về mình. Ta lệnh cho ngươi phải lùi lại. Nhanh lên, chạy đi, chúng tôi sẽ giữ chân chúng. Các con đâu hết rồi? Nếu chúng ở cạnh nhau thì không sao đâu. Hả? Cái gì? Mọi người chạy đâu hết rồi? Ôi không, cơn lốc lửa. Có vài khách mời chẳng bao giờ biết được đã tới lúc cần phải đi rồi. Đó là tiếng thét phát ra từ quyển sách huyền thoại. Tuyệt thật, chỉ cần bỏ qua để tới phần chị cho tụi em biết đánh bại nó như thế nào. Truyền thuyết nói rằng chỉ có sức mạnh của cơn lốc lửa mới có thể đánh bại chúng. Daphne, Bloom đã gặp nguy hiểm kìa. Sống bảo vệ.
Em nghĩ Thorin và Diablo đang đưa Plum tới cơn lốc lửa. Theo lịch sử, cơn lốc lửa chính là nơi để thử thách ngọn lửa trồng thiên. Nghe cũng chẳng tệ lắm. Nhưng sau rất nhiều thế kỷ, sức mạnh của hố cơn lốc lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Plum đang yếu đi, khó có thể chịu được nó. Chẳng hay chút nào rồi. Daphne, tụi em lo mấy tên này. Chị và Sky tới chỗ Plum đi. Đi thôi Sky. Chúng ta tới rồi. Không phải nó ngoạn mục hay sao? Giờ thì chỉ cần thả Plum vào ngay hố lửa đó, nó sẽ tự lo hết phần còn lại. Vậy đó sao? Cô chắc chứ? Cô ấy là tiên nữ ngọn lửa trồng thiên. Chính vì vậy, lửa tốt cho cô ấy mà. Chẳng có gì phức tạp hết đâu. Dạ, anh muốn cô ấy lấy lại năng lượng phải không nào? Thorin, đừng mà. Đừng làm vậy Thorin, đừng nghe lời Diablo. Cô đúng là đồ đáng ghét mà. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành với tôi đó. Hả? Ôi Sky. Đây này. Plum, cô làm gì cô ấy vậy? Diablo, cô dám làm vậy sao? Bỏ cuộc đi Sky. Dù sao thì anh cũng quá tốt với cô ta. Cô mới là kẻ nên bỏ cuộc đó Diablo. Tôi chỉ nghĩ tới Plum mà thôi. Dạ, vậy thì tôi cho là anh phải trao đổi rồi đó. Ôi không, Plum! Sky! Được rồi. Giờ thì anh chẳng làm được gì nữa rồi. Không! Oh, tôi đã làm gì rồi sao? Cô ta biến đâu mất rồi. Sky, Thorin. Cái gì vậy? Mình đã nghe nói về nơi này. Nó là hố cơn lốc lửa. Thật đáng kinh ngạc. Nó đẹp quá đi. Hả? Ngọn lửa rồng thiên. Rồng thiên Domino. Mình không thể cử động. Cố lên nào Plum, người sẽ làm được thôi. Chỉ cần đào sâu thêm nữa, người có thể làm được mà. Tấn công với tất cả sức mạnh của ngọn lửa trồng thiên. Wow, mình làm được rồi. Plum, tiên nữ ngọn lửa trồng thiên. Các anh, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải ở gần nhau. Tôi biết, tôi sẽ không để thất vọng lần nữa đâu Sky. Tôi hứa đấy. Hả? Cơn bão lửa. Plum. Ha ha. Tuyệt quá. Con bé đã qua được thử thách của hố lửa. Plum, anh rất vui mừng khi lại thấy em. Gặp anh, em mừng lắm Sky. Giờ thì lo mấy con quái vật này thôi. Chúng ta phải nhanh lên, chúng ở khắp mọi nơi kìa. Đi thôi. Không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa. Mình biết, nhưng chúng ta phải tiếp tục thôi.
Đúng vậy đó, Aisa. Nhưng cậu cần thêm người giúp đỡ đây. Lương, cậu trở lại rồi. Và cậu đã có sức mạnh Plumix. Vậy mới đúng chứ. Tuyệt quá. Hoan hô. Là Plum đó. Sky, hôm đó em thật sự rất sợ khi còn nhỏ. Em thành thật xin lỗi anh. Đừng bít ước chứ Thorin. Cả hai chúng ta đều lớn hết rồi. Thật chứ, phải. Ôi, ước gì có một chàng hoàng tử đẹp trai mời em nhảy. Phải, vậy rất tuyệt phải không nào? Thorin, có lẽ có người đặc biệt anh muốn mời nhảy kia. Ôi, mình rất mừng cho Sky và Lương. Họ thật sự rất đẹp đôi. Nhóm Queens cần phải biết nhiều hơn nữa về cuốn sách huyền thoại để ngăn cản nhóm Strix. Chính vì vậy, cần phải du hành vòng quanh trái đất. Daphne cũng gia nhập cùng nhóm của họ để hướng dẫn họ đi đúng đường. Do vậy, khi đang tìm hiểu thì bỗng dưng các xác ướp sống lại tại thư viện Alexandria đẩy họ vào một cái bẫy.